cho các bạn. Đây là nay tôi làm cái này cho các bạn xem nha. Đây là loại ngải bỏ trong này được 5 rồi các bạn, được 5 là ngải khô. Giờ mở cho các bạn xem cách luyện ngải khô như thế nào. Giờ bắt đầu mở ra. Đó, đây là ngải khô. Mình hái trong bụi, trong cái vườn của mình ở trong xung mình để khô. Khi nào cần mình xài. Đó, đây là những loại ngải khô đó. Cái này nếu mà đem ra trồng á các bạn, chỉ đọc chú thôi là bữa trước bữa sau nó sẽ nhảy ra. Đó, khô hết các bạn thấy chưa? Đây là đội ngải nàng mơn màu đỏ các bạn. Trước khi làm cho các bạn xem những củ này lâu lắm rồi đó, 1 năm giờ nó khô hết. Bắt đầu trước khi làm tôi phải vẽ cái bùa vô. Hôm nay tôi sẽ lấy lá bùa bằng lá chuối. Xong xuôi, tôi đã lốc nhang. Sơn vào chữ bùa. Những củ này tôi sẽ xin phép vô. Mình sẽ làm bỏ cái củ này vô đây. Đang này vô với là triệu phú á, giàu có mới được đó. Là vẫn vô. Cái này phải làm phép vô trong vòng 49 ngày đó các bạn.
bắt đầu mình sẽ gỡ này ra, gỡ cái bụi bặm nè, gỡ hết. Lọc ra cho sạch sẽ các bạn. Một cổ bỏ vô. Những củ này luyện vô được ngái cầu tai á các bạn. Cầu ăn nói, đi tới đâu nói chuyện cho mọi người mến thương, làm ăn cũng vậy. Mở tiệm ra sức cái này vô, tức là cái này bỏ vô xong. Mình sẽ chế dầu thơm vô, bất cứ dầu thơm nào cũng được. Đây là chế dầu thơm. Mình sẽ đổ vô đây. Đó. Rồi sau đó mình trì chú 49 ngày. Rồi sau đó cho người nào tới đây cần sự giúp đỡ mình cho một chai dầu thơm, chỉ một chai dầu thơm nhỏ vậy thôi, không có nhiều, một chai vậy đủ xài rồi đó. Mình phải luyện cái này á 49 ngày các bạn, tùy theo cái hũ. Hũ này 3 củ là dừa, còn mấy củ này để qua hũ khác, cho cái hũ bự lên. Đây là ngải cầu tài đó các bạn, đã phơi khô một năm nay đem ra, không có bông, mình lấy cái này ra mình xài. Khi nào có bông mình không lấy củ này, mình cắt đó. Một năm, hai năm nó vẫn còn sống như thường. Ra mình đọc chú nó thổi lên là nó mọc ra. Đó là ngải cầu tài. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký vào để xem nhiều video mới nhất. Bye.